Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com sử dụng chiếc máy bơm chân không 12V công suất 200 đến 300W để tưới tiêu. Ngày hôm nay thì mình sử dụng một cái bình ắc quy 12V 35 Ah để chạy con bơm này. Bình này thì cũng đã là cũ rồi. Thời gian sử dụng khoảng 3 năm và chất lượng nó cũng không được như các cái bình mới, cho nên về điện, về mặt về điện cung cấp cho máy bơm thì nó không được mạnh. Máy bơm chạy cái bình này nó chỉ được khoảng mạnh so với 90% công suất thực tế của máy bơm, 80 đến 90% thôi nhá. Nhưng mà không có bình khác để test cho nên vẫn sử dụng cái bình này. Đấy các bạn, bình này bình lithium, bình này là bình ắc quy viễn thông 35 Ah. Chạy của nó rất là tốt đấy. Hệ thống lúc này mình đã lắp sẵn rồi, sử dụng ống hút là ống cốt thép phi 25, cốt từ dĩa ao dài 2,5 m và ống ra là ống 21. Bây giờ bật công tắc là nước lên thôi ạ. Đẩy qua cuộn ống dài khoảng 30 mét thôi. Con máy này các bác có thể dẫn trên 100 mét vẫn ok. Và đây ạ, sử dụng một cái béc phun tưới. Béc này thì có thể điều chỉnh lượng tia lượng xương được. Đây các bác, nhìn cái dòng phun của nó rất là mạnh. Một con bơm này áp của nó rất là cao, nó đẩy cao 35 mét. Cho nên sử dụng cái con béc này rất là ok nhá. Còn đối với những cái loại bơm mà cột áp thấp 15 mét trở xuống thì không thể sử dụng cái béc phun như thế này được. Bởi vì béc này là béc lỗ nó cũng bé, cần áp suất cao thì nó mới ra mạnh như thế này. Đấy, béc này rất là mạnh luôn, các bác có thể sử dụng để phun các loại cây hoa màu và phun cây ăn quả. Nó có thể điều chỉnh được. Xoay béc. Điều chỉnh, béc này có thể điều chỉnh ra dạng tia được. Làm hai tay đây xoay. Các bạn đi. Béc này có thể điều chỉnh dạng tia ra dạng xương được. Các bạn tiếp. Điều chỉnh dạng tia ra dạng xương được các bác ạ, chỉ cần xoay cái đầu này thôi là được này. Đây là chỉnh ra cái dạng tia mạnh nhất này, phun đi thì rất là xa. Đấy. Tia phun thế này thì dành để phun các loại cây cao, phun ở xa các bác nhá, có thể đi xa 5 đến 7 mét. Phun rất là khỏe luôn ạ. Đấy. Bác thấy không? Phun đi rất là xa luôn ạ. Đối với béc này thì như em đã nói ấy, thì nó phải máy bơm nó phải đạt một cái công suất lớn của đã mạnh thì mới phun được như mạnh như thế này. Con bơm này các bác có thể sử dụng để rửa chuồng trại chăn nuôi cũng được các bác nhá. Ngoài việc tưới cây ra có thể rửa chuồng trại chăn nuôi được. Đây, những cái áp của nó mạnh, rất là mạnh luôn này. Chỉ rất là mạnh tay luôn ạ. Đấy, rất là ok. Và video này thì em xin kết thúc tại đây ạ. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 68 98 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào tất cả các bác.